Em Ngọc Bình Lan Cảnh xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Hôm nay thì em có cái hàng cáo về. Hàng cáo thì bắt đầu vào mùa rộ các bạn ạ, nên là nay em bắt đầu nhập hàng và có hàng bán sỉ nhé các bạn. Đấy, nói chung là hàng bán sỉ là hàng xô thì nó chỉ vào gần 200.000 cân thôi các bạn ạ, nên là bạn nào mà các nhà vườn nào ấy thì thích mua sỉ trên 10 kg trở lên riêng về cáo thì sẽ có giá rất là tốt luôn. Các bạn liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Thì rồi em sẽ báo giá theo từng loại. Nói chung là các bạn mà lấy số lượng mà trên 50 kg trở lên á thì giá cực kỳ là tốt luôn. Còn các bạn lấy độ khoảng 10 cân, 20 cân thì có một mức giá nó sẽ nhỉnh hơn những cái gói hàng to một chút nhé. Hiện giờ thì em đang đóng bắt đầu đóng lan sỉ cáo sỉ này đi cho mọi người, cho một nhà vườn là lấy hết cái lô cáo này của em luôn. Nói chung là hôm nay em chỉ có một ít hàng để gọi là chia sẻ để cho khách lẻ thôi. Đấy, hàng rất đều đẹp luôn. Hàng cáo mà cho vào vườn, những cây nhỏ nhỏ như này là mà cho vào vườn là rất là đẹp luôn. Vì những cây nhỏ như này thì nó sẽ không bị tuột lá, và cây thì bây giờ đang lên nụ như này đây đó. Đấy, cây đang lên nụ nhá, em ngọc bền nhé mọi người nhá. Đấy đấy, nhưng riêng về lấy cáo thì nếu mà độ khoảng 10 đến 20 kg thì em có thể ship qua bưu điện cho mọi người được nhá, ship COD được. Còn lấy cái với cái số lượng lớn cho vào vườn thì mọi người sẽ phải vui lòng chuyển khoản cho em trước. Còn những cái đơn nào mà từ 30 kg trở xuống á, 10, 20, 30 kg ở khoảng đấy thì em sẽ có thể gửi qua bưu điện thu tiền ship COD được, hoặc là gửi qua các chành xe để cho các nhà xe thu tiền hộ nếu mà thuận tiện về đường gửi xe nhé các bạn nhé. Đấy đó, em bây giờ là đang đóng cáo sỉ đi cho mọi người nhé. Đấy, hàng đấy đó, có những cây rất là đẹp luôn ạ. Cây này còn gần như là xếp luôn. Nói chung là cáo xếp bây giờ nó có cái giá nó cao quá, nên là không có hàng cáo xếp mọi người. Hàng cáo xếp thì bây giờ nói chung là tỷ lệ nó cực kỳ là thấp. Trong khoảng một tạ nó chỉ độ có độ khoảng 5 cân cáo xếp thôi, nên là dân họ lấy được bao nhiêu ạ thì họ lọc ra họ bán lẻ từng cây rồi. Nói chung là mỗi một cây cáo xếp nó đắt hàng quá, nó quá là đắt, nên là không có giá để chia sẻ với mọi người. Hầu như họ đều bán trực tiếp ở chợ đó. Đấy, hàng đấy ạ. Các bạn hãy xếp lan cẩn thận nhé. Đấy, đấy. Đây đang cho lan vào bao như này đây. Và trong bao có lót cả bìa nhá mọi người nhá. Ở những chành xe mà gần gần thì đẩy 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 ra góc đấy. Đấy, gửi xe gần thì sẽ được đóng vào bao, và gửi xa thì sẽ được đóng vào thùng nhá mọi người nhé. Đấy, mọi người an tâm. Đó đấy, ai cần cáo sỉ liên hệ trực tiếp cho chúng em nhé, theo số điện thoại là 0984754102, rồi em sẽ báo giá rất là tốt cho mọi người ạ. Còn cáo hàng kg, hàng xô này em bán lẻ là 250.000 một kg nhé mọi người nhé, 250.000 một kg loại hàng cáo xô ạ. Đấy, còn lấy hàng mà to đẹp không thì sẽ có giá khác nhé em sẽ báo giá khác. Đấy rồi, vậy nha em. Xin chào tất cả mọi người. Nói chung là clip hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2019, thì bắt đầu từ hôm nay trở đi thì số lượng cáo của nhà em sẽ về rất là nhiều ạ. Đó, nói chung là về cái cáo sỉ á, về ở cơ sở chúng em sẽ đưa ra một mức giá gọi là có khả năng là rẻ nhất,
rẻ nhất trong mọi cơ sở, tại vì em lấy tận gốc, lấy tận nguồn, chứ không phải là lấy qua các thương lái, các nhà buôn nhé. Em lấy tận gốc luôn, gực rừng luôn. Em cho người vào thu trực tiếp cửa rừng ra, nên là cái chi phí vận chuyển cũng bằng xe gia đình mình, nên là không không phải mất tiền chi phí vận chuyển từ rừng về, hay là với cả là không phải mất thêm một lần qua tay của dân buôn, nên là em lấy được cái giá tận gốc thì em sẽ chia sẻ với mọi người với cái giá là thấp nhất, sẽ cực kỳ thấp luôn ạ. Đó, nói chung là hôm nay em chỉ gửi cho đúng một nhà vườn thôi này, hôm nay có 2 tạ luôn, đống như này chỉ có khoảng 2 tạ thôi. Nói chung là cáo bây giờ nó rơi vào độ khoảng 20 cây một cân các bạn ạ, 20 cây một cân rất thích hợp cho vào nhà vườn đấy. Rồi vậy nhá, em thông báo mọi người vậy, rồi mọi người quan tâm thì xin hãy gọi điện trực tiếp cho chúng em để lấy giá nhé.